Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với phần đấu giá sản vật gốc trầm hương để quây quỹ cho chương trình học bổng Nâng Bước Tương Lai, hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Khánh Hòa. Năm 570 triệu năm trước, núi lửa phun trào đã hình thành nên vùng đất Ba Gian từ Tây Nguyên xuống vùng ven biển Khánh Hòa, nơi có điểm cực đông trên đất liền của Việt Nam. Những sản vật quý hiếm kết tụ linh khí của đất trời cũng dần được hình thành trên vùng đất này, trong đó có trầm hương. Vùng đất Khánh Hòa ở miền Trung Việt Nam được gọi là xứ trầm hương bởi núi rừng nơi đây có trầm hương tốt nhất thế giới. Lịch sử hàng ngàn năm tại các nước châu Á, Trung Đông đã gọi trầm hương là gỗ của các vị thần và là vua của các loại hương liệu. Sách Phủ Biên Tạng Lục được nhà bác học Lê Quý Đôn viết từ giữa thế kỷ 18 cho rằng trầm hương là hương trời bay theo gió, đáp vào chỗ bị thương trên thân cây gió bầu, được hun đúc bởi đất, nắng, gió, biển và các điều kiện tự nhiên đặc biệt, gọi là linh khí của trời đất. Ngậm ngại tìm trầm luôn được truyền tụng từ xưa đến nay cho thấy sự rủi may của nghề đi điệu tìm trầm. Trầm chỉ có ở rừng thiêng nên không phải ai cũng may mắn có được. Nhiều người cả đời đi điệu có được ít trầm và cũng ít người được vận may đổi đời chỉ sau vài chuyến đi rừng. Trầm hương Khánh Hòa, linh khí của trời đất. Vâng, thưa quý vị, và đó chính là sản vật gốc trầm hương, là vật phẩm mà chúng ta sẽ tiến hành đấu giá ngày hôm nay để cùng gây quỹ cho học bổng Nâng Bước Tương Lai. Và Khánh Hòa là xứ trầm hương. Trầm hương của quê hương Khánh Hòa không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn cả trên thế giới về giá trị quý hiếm cũng như là về chất lượng đặc biệt. Và ngay bây giờ, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần đấu giá đặc biệt ngày hôm nay với sự xuất hiện trên sân khấu của một nhân vật vô cùng đặc biệt. Dạ vâng ạ, người này sẽ chủ trì phần đấu giá, kêu gọi bằng một cách hấp dẫn lắm, bởi vì cổ đẹp vô cùng luôn. Vâng ạ. Yeah. Và xin được mời lên sân khấu Hoa hậu Ngọc Diễm. Xin mời. Xin được cảm ơn MC Tú Trinh và MC Vũ Mạnh Cường. Và Ngọc Diễm cũng xin mời hai anh em cùng nán lại trên sân khấu để giúp với Ngọc Diễm tương tác với các khán giả để chúng ta có được một phần đấu giá tuyệt vời nhất. Kính thưa quý vị, khi mà Ngọc Diễm ngồi dưới cùng với lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo của Khánh Hòa và các anh chị doanh nhân, thì Ngọc Diễm có chia sẻ với anh Châu, Phó Chủ tịch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh rằng không có một điều gì tuyệt vời hơn đó là gắn kết những người con Khánh Hòa lại với nhau bằng hai chữ quê hương. Chính hai chữ quê hương đó đã làm cho tất cả các anh chị em, mặc dù ai cũng bận rộn, ai cũng trăm công nghìn việc, nhưng tận tay để chạy những vai trò, những vị trí để giúp cho chương trình ngày hôm nay được gửi đến toàn bộ tình yêu Khánh Hòa đến cho tất cả những ai đã sống ở Khánh Hòa, lớn lên ở Khánh Hòa và mang trong mình trái tim của Khánh Hòa. Và càng ý nghĩa hơn nữa khi mà chúng ta, tất cả những người con Khánh Hòa ở đây gắn kết với nhau trong một sứ mệnh, đó là làm như thế nào chúng ta có thể cống hiến ngược lại cho quê hương của mình. Mặc dù làm ăn ở xa xứ đấy, nhưng mà Ngọc Diễm tin chắc rằng ở một góc nào đó, ở một suy nghĩ nào đó, chúng ta đều mong muốn dành những tình cảm tốt nhất cho quê hương mình. Và thông qua việc đấu giá khối trầm hương này và tất cả những gì tuyệt vời và tinh túy nhất về trầm hương, thì các anh chị cũng đã thấy qua video clip vừa rồi, Diễm rất là mong muốn chúng ta sẽ cùng với nhau, sẽ cùng với linh vật của đất trời mà Khánh Hòa đem đến trong buổi tối ngày hôm nay, kết nối những trái tim vì một mục tiêu tốt đẹp, đó là gây quỹ học bổng cho các con. Và Diễm xin được bắt đầu cho phiên đấu giá ngày hôm nay với mức giá khởi điểm là 168 triệu và bước nhảy giá là 30 triệu đồng ở một bước nhảy, quý vị nhé. Bởi vì lưu ý là phiên đấu giá chỉ mở ra đối với người đủ 18 tuổi mà thôi. Em bé nào mà dưới 18 tuổi giơ tay thì chị Ngọc Diễm sẽ không mời đấu giá đâu. Và bây giờ Ngọc Diễm xin được mời mức giá đầu tiên được đưa ra từ quý vị cho phiên đấu giá này ạ. Xin được mời những cánh tay đầu tiên ạ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi đã nhìn thấy một cánh tay đầu tiên ạ. Vâng, em xin được mời anh ạ. Không, đây em ạ, cánh tay đầu tiên đang ở vị trí phía dưới.
Vâng, xin được mời anh. Bao nhiêu anh ạ? 200 dạ. triệu. 200. Dạ, em có thể biết tên anh được không ạ? Dạ. Dạ, mời anh sử dụng micro ạ. À. Tên tôi là Kỷ, đại diện cho tài chính Newson. Tôi xin đấu giá 200 triệu. Dạ vâng, anh Trí. Dạ. Và đã trả mức giá của tượng Trầm Hương này là 200 triệu. Xin được cảm ơn anh. Nhưng mà Ngọc Diễm cũng xin được nhắc anh, có rất là nhiều những cánh tay sẽ tham gia đấu giá ngày hôm nay. Cho nên anh hãy tiếp tục theo dõi và tiếp tục đưa ra mức giá mình mong muốn để có thể sở hữu bức Trầm Hương này nhé. Và bây giờ xin được mời ở hàng ghế đầu tiên ạ. Xin mời hàng ghế đầu tiên. Anh Ngọc, một gương mặt rất là quen thuộc với các anh em doanh nhân Khánh Hòa Sài Gòn. Xin mời anh Ngọc. Dạ, Trung Ngọc muốn sở hữu nó với mức giá là 230 triệu. 230 triệu, vâng, vẫn đúng với lại những bước nhảy giá. Xin được cảm ơn anh Ngọc. Và như Diễm Đức Sư nhắc lại, đó là có rất là nhiều mọi người đang mong muốn đấu giá. Cho nên bây giờ Diễm xin được mời cánh tay tiếp theo ạ. Vâng, xin được mời anh Phúc ạ. Anh Nguyễn Hữu Phúc, Get Fit. Tôi xin được đấu với giá với cái gốc Trầm Hương này, đó là 270 triệu ạ. 270 triệu, đó chính là mức giá mà anh Phúc Get Fit đưa ra. Xin được hỏi những cánh tay tiếp theo ạ. Vâng, xin được mời anh. Dạ vâng ạ, ngay từ đầu chương trình đã thấy anh đã rất nhiệt tình với phần đấu giá này. Xin mời anh ạ. Tôi thấy cái gốc này rất là đẹp. Tôi xin đấu giá 350 triệu. 350 triệu. Thì là anh Dũng đúng không ạ? Anh ơi, anh đúng không ạ? Dạ. Tại vì ở trên đây thì mấy tụi em không có nhìn thấy rõ, nên anh có thể giới thiệu một chút về mình được không ạ? Dạ, dạ vâng, để em biết đường chứ, em biết đường ai là người mua chứ, nó không được. Cuối cùng em thấy đường chứ em luôn đó. Tôi là Lê Đình Dũng. Dạ. Tôi chủ tịch cộng đồng Vimi Rocker. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Một tràng pháo tay cho anh Dũng ạ. Và bây giờ xin được mời bức giá tiếp theo 350 triệu. Vâng, anh Trí nhất định không bỏ cuộc. Và xin được mời anh Trí đưa ra mức giá tiếp theo dành cho gốc Trầm Hương này ạ. Tôi xin đấu giá 400 triệu ạ. 400 triệu là giá hiện tại của gốc Trầm Hương này. Quý vị ơi, và Ngọc Diễm cũng xin được nhắc nha quý vị, đó là thời lượng sóng chương trình có hạn, cho nên Ngọc Diễm sẽ chốt phiên đấu giá này sau 15 phút. Và hiện tại chúng ta đang có mức giá là 400 triệu cho gốc Trầm Hương này. Và Ngọc Diễm tin rằng con số không chỉ dừng lại ở đây, bởi vì KPI của ban tổ chức là gây quỹ ít nhất là 600 triệu để tương đương với 200 suất học bổng dành cho các em. Cho nên quý vị hãy cứ mạnh dạn đưa ra mức giá của mình mong muốn. Và chắc chắn rằng thông qua mức giá đó là cách quý vị đã cùng với câu lạc bộ doanh nhân Khánh Hòa Sài Gòn, cùng với những người con ở Khánh Hòa Sài Gòn để giúp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa ngày càng được có cơ hội đến trường này và trở thành những nhân tài của đất nước trong tương lai. Xin được mời những cánh tay tiếp theo. Không biết rằng anh Phúc, anh có theo nữa không ạ? Xin được dạ, mời anh xin Phúc tiếp. Mời anh Phúc ạ. Dạ bên đây hình như là chưa có ai ạ. Dạ xin mời. Tôi xin được đấu giá với gốc Trầm Hương là 430 triệu ạ. 430 triệu. Xin được cảm ơn anh Phúc, và chiến lược của anh Phúc là đi đường dài, cho nên cứ chậm mà chắc, cứ mỗi lần lên 30 triệu, 40 triệu thôi. Đó là một chiến lược rất là tuyệt vời. Nhưng mà không sao, có những người lại thích chạy nhanh hơn. Không yeah. biết là những người chạy nhanh thì có đuối sức hay không. Không biết là anh Dũng. Anh à đây, bên đây phải không ạ? Dạ xin mời, chị. Vâng ạ, một cánh tay để đến chị từ mặc áo lấp lánh lắm. Dạ. Ồ, dạ. Và đây là hoa. Chị xin được phép đấu giá là 450 triệu. 450 triệu. Chị ơi, em xin được nhắc lại mức giá của chúng ta là 30 triệu. À, 460 triệu. 460 triệu. Và em xin được biết về chị được không ạ? Chị có thể giới thiệu đôi nét về mình cho em biết nhé. Chị tên là Hà Mỹ Dung, co-founder của công ty làm đẹp Tatamo. Chị Hà Mỹ Dung, công ty Tatamo, xin được cảm ơn chị Hà Mỹ Dung. 460 triệu là mức giá chị Dung đưa ra cho bức Trầm Hương này. Nhưng mà Ngọc Diễm tin rằng vốn anh trai, vốn người đàn ông ở dưới chắc chắn cũng chưa chắc đã nhường cho chị đâu nha. Mặc dù các anh ở ngoài đời thì ga lăng lắm. Cho phép Ngọc Diễm được hỏi ngược lại các anh nãy giờ ra giá đó. Anh Ngọc này, anh Phúc này, anh Trí này và anh Dũng, các anh còn theo nữa không ạ? À? Xin mời các anh tiếp tục ra giá ạ. 460 triệu xin được mời anh Ngọc. Vâng ạ, xin mời anh Ngô Trung Ngọc, mời anh. Dạ, tôi rất muốn sở hữu nhưng mà tôi xin ủng hộ chương trình là 30 triệu. Như vậy anh có tham gia đấu giá nữa không ạ? Dạ, à? Không ạ. À,
anh dừng lại và anh thay vào đó là anh dành tặng cho chương trình 30 triệu. Đúng không ạ? Tổ thư ký ghi lại nha mọi người, và xin được cảm ơn anh. Và xin được hỏi các nhân vật còn lại, xin được mời anh Linh ạ. Xin được mời anh Linh. Tôi trả mức cái tháp chập hương này là 490 triệu ạ. 490 triệu là mức giá mà anh Kiều Đăng Ninh, một người con của Khánh Hòa và rất là gần gũi với những hoạt động cộng đồng thiện nguyện của Khánh Hòa đưa ra. Và bây giờ mức giá hiện tại của chúng ta là 490 triệu. Dạ, và KPI của chúng ta là 600 triệu á. Thực ra KPI đó là KPI phương án 1 thôi ạ. Còn nếu mà lên được 1 tỷ 2 thì em cũng nhận thôi chứ có gì đâu. Như vậy là 490 triệu, em thấy nó hơi lỡ cỡ, mọi người có nghĩ như vậy không? Mọi người có thấy là 490 triệu là hơi lỡ cỡ không ạ? À? Chị Dung, chị tham gia tiếp không hả chị? Từ 460 đến 490 em thấy không chênh lại nhiều. Và chị là nữ tướng, đến thời điểm này nhé, là duy nhất, nữ tướng duy nhất đang tham gia đấu cùng với các anh vì một mục tiêu rất là cộng đồng và thiện nguyện. Xin được mời chị Dung. Chị Dung tham gia nữa không chị ạ? À? Em xin mời chị đưa ra mức giá tiếp theo và em tin rằng chị sẽ đưa ra mức giá tiếp theo ạ. À. Trước khi em quay ngược lại cho anh. Dạ, ánh sáng đang chiếu về phía chị ạ. À. Và... Vâng, trong lúc cho chị Dung, chị suy nghĩ thêm nhé. Chị cứ suy nghĩ thêm. Xin được hỏi bên khu vực ở giữa ạ. À. Anh Dũng ơi, anh Dũng có tiếp tục theo không ạ? À? Mức giá của khối trầm này đang được đưa ra bởi anh Ninh là 490 triệu, cho phép Ngọc Diễm được hỏi anh Dũng và anh Trí, các anh Phúc nữa ạ, các anh còn tiếp tục theo không ạ? Và tất cả những gì mà tinh hoa nhất của Trầm Hương thì có lẽ là Ngọc Diễm không cần phải nói nhiều. Các anh chị là những người vốn rất là sành và vốn rất là những người luôn nghiên cứu về văn hóa cũng như là tín ngưỡng tâm linh. Thì các anh chị cũng đã hiểu giá trị của Trầm Hương trong ngôi nhà. Và đó là lý do mà Trầm Hương được ghi nhận như là một gia bảo hay là quốc bảo. Xin được mời cùng các chị Hải Nam. Vâng, tôi được biết là gốc trồng này rất là giá trị. Một ký đã là 168 triệu rồi. Cho nên tôi xin phép được bước tiếp là 550, 550 triệu. 510 triệu, 550 triệu, 550 triệu là mức giá mà bác sĩ Nguyễn Hải Nam đã đưa ra. Nhưng mà mặc dù anh tham gia giờ chót đấy, nhưng mà chưa chắc anh là người thắng được đâu anh nhé. Ngọc Diễm xin được quay trở lại với cánh bên tay trái và xin được hỏi đại diện ở cánh bên giữa. Anh Dũng, anh có tiếp tục tham gia không ạ? À? 550 triệu là mức giá mà bác sĩ Nguyễn Hải Nam đang đưa ra. Và câu hỏi này tương tự với anh Nguyễn Hữu Phúc, Get Fit và anh Trí. Em đoán là anh là đến từ nước ngoài đúng không ạ? À? Anh về Việt Nam hay anh ở đây? Dạ vâng, anh có tiếp tục tham gia không ạ? À? Xin mời anh. Và thay mặt ban tổ chức, Ngọc Diễm cũng xin được nhắc lại thời gian đấu giá gốc trầm hương này sẽ còn được diễn ra trong 5 phút nữa trước khi mà Ngọc Diễm sẽ thay mặt ban tổ chức chốt mức giá này. Xin được hỏi anh Trí, anh tiếp tục tham gia không ạ? À? Anh không tham gia nữa đúng không ạ? À? Vâng, xin cảm ơn anh Trí. Và xin được hỏi những cánh tay khác ạ. À. Các anh chị ở khu vực bên dưới, có khi là đại gia ở bên dưới mà mình không thấy đó mọi người. Các anh chị ở khu vực bên dưới, các anh chị có tham gia đấu giá gốc trầm hương này không ạ? À? Và thực ra Diễm có một người bạn và anh ấy khi mà Diễm mời đến để xem gốc trồng hương này thì họ cũng đánh giá rằng đây là một vật phẩm rất là tuyệt vời và giá thị trường chắc cũng phải là 1 tỷ mấy chứ không phải là chỉ dừng lại ở con số khởi điểm là 160 triệu, 68 triệu hay là con số 550 triệu mà bác Nam vừa chia sẻ. Và về nguyên tắc là người ta mua trầm hương về để nhà, để giữ sinh khí ở trong ngôi nhà cũng như là đem đến nhiều sự may mắn cho các gia chủ. Và đây là cơ hội mà chúng ta có được gốc trầm hương này với một mức chi phí mà Ngọc Diễm nghĩ rằng là rất phù hợp. Và quan trọng hơn nữa là chúng ta sẽ chuyển toàn bộ số tiền này để tham gia vào công tác thiện nguyện ở Khánh Hòa. Đó mới chính là điều đã gắn kết chúng ta ở đây và là giúp chúng ta cùng tham gia trận đấu giá này đúng không các anh chị? Xin được hỏi những cánh tay tiếp theo ạ. À. Anh Phúc, anh còn tham gia nữa không ạ? À? Vâng, xin được mời anh à. Kiều Đăng Ninh. Dạ, mời anh Ninh ạ. À. Cho tôi đóng góp cho cái quỹ năm bước tương lai của câu lạc bộ Doanh nhân nước ngoài Sài Gòn là 50 triệu ạ. 50 triệu. Và đó cũng là lời tuyên bố anh sẽ không tham gia đấu giá nữa ha anh. Lần sau mà không tham gia đấu giá nữa em chưa đưa mic đâu, từ từ em mới đưa mic. Anh phá game của em hết trơn rồi.
xin được hỏi các anh chị còn lại còn tham gia được không ạ? À? Xin được hỏi anh Phúc Get Fit, anh còn tham gia nữa không ạ? À? Dạ vâng, xin được hỏi anh Dũng, anh còn tham gia nữa không ạ? À? Tham gia phiên đấu giá này nữa không ạ? À? Và Ngọc Diễm cũng rất là mong muốn thông qua phiên đấu giá này và thông qua sự kiện này, các anh chị nếu như mà không thắng được, không đấu giá được trầm hương này thì các anh chị cũng có thể như anh Ngọc, như anh Ninh đóng góp vào quỹ nâng bước tương lai bằng hình thức này hoặc là hình thức khác. Và ban tổ chức cũng rất là mong nhận được sự đồng cảm và đồng hành của các anh chị trong các hoạt động thiện nguyện sắp tới của câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hòa Sài Gòn. Và bây giờ nếu như không có cánh tay nào đưa lên nữa và các anh chỉ còn 10 giây để tiếp tục đưa ra quyết định của mình nhé, thì Ngọc Diễm xin phép được tuyên bố 500 triệu đồng. Em nhầm, em nhớ, em nói lại 550 triệu đồng lần thứ nhất, 550 triệu đồng lần thứ hai. Giờ mình làm cho kịch tính tí Tú Trinh. Và 550 triệu đồng lần thứ ba. Vâng, và như vậy là gốc trầm này được chốt lại ở mức giá là 550 triệu đồng. Và cũng xin chân thành cảm ơn anh Ninh và anh Ngọc đã đóng góp vào quỹ với số tiền là thêm tổng cộng là 80 triệu đồng. Nâng số tiền gây quỹ trong buổi tối ngày hôm nay là 550 triệu đồng, cộng với 80 triệu đồng là 630 triệu đồng. Và Ngọc Diễm tin rằng con số này không chỉ dừng lại ở đó. Rất là mong các anh chị có thể là tìm hiểu về quỹ nâng cánh tương lai cùng với các hoạt động mà câu lạc bộ đang hướng đến để đồng hành với chúng tôi, không chỉ là ngắn hạn, dài hạn mà có thể là bằng trọn con tim của mình, con tim của những người Khánh Hòa yêu quê hương. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin được nhường lại quyền điều phối cho MC ạ. Xin được cảm ơn Hoa hậu Ngọc Diễm, đại sứ của chương trình, và xin được mời Hoa hậu Ngọc Diễm sẽ nán lại sân khấu ạ. Thưa quý vị, vừa rồi thì trong thời gian là 15 phút chúng ta cũng đã trải qua rất nhiều những cảm xúc. Và đặc biệt nhất là với số tiền đã gây quỹ được là 630 triệu đồng dành đến cho học bổng nâng bước tương lai của chúng ta. Tức là sẽ càng có thêm nhiều các em học sinh sinh viên vượt khó hiếu học của quê hương Khánh Hòa được hỗ trợ trong buổi đấu giá ngày hôm nay. Và xin được cảm ơn tất cả các quý vị đã theo dõi và đặc biệt là tất cả các anh chị đã cùng nhiệt tình tham gia phần đấu giá vừa rồi. Và với mức giá là 550 triệu đồng, chúng ta sẽ cùng gửi lời chúc mừng và ngay bây giờ sẽ mời lên sân khấu, đó chính là một gương mặt rất là quen thuộc đã tham gia phần đấu giá với sản vật gốc trầm hương ngày hôm nay. Dạ vâng, người đấu giá thành công ở trong kịch bản cũng là người mà trao luôn. Dạ, đó là ông Nguyễn Hải Nam, chủ tịch câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hòa Sài Gòn. Trân trọng kính mời ạ. Vâng, xin được mời ông Nguyễn Hải Nam, chủ tịch câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hòa Sài Gòn. Bác sĩ Nguyễn Hải Nam, một người con của quê hương Khánh Hòa. Và như vậy chắc là mình chuyển vế đổi dấu chút xíu. Nếu mà anh là người nhận thì em sẽ mời người trao. Xin được trân trọng mời lên sân khấu anh Phùng Vinh Vui, trưởng ban tổ chức. Và xin mời đại diện của công ty Trầm Hương Khánh Hòa ATC sẽ cùng lên sân khấu để cùng trao gốc trầm hương này đến người thắng cuộc. Đó là bác sĩ Nguyễn Hải Nam. Xin được trân trọng kính mời. Và chúng tôi cũng trân trọng kính mời ông Kiều Đăng Ninh, phó chủ tịch câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hòa Sài Gòn. Và hai người mà hỗ trợ là 30 triệu và 50 triệu Diễm mời lên sân khấu luôn ạ. Nhận hoa của bạn. Dạ, xin được mời anh Kiều Đăng Ninh và xin được mời anh Ngọc ạ. Dạ, và bên cạnh đó thì cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Kiều Sinh, giám đốc sản xuất chương trình, đại diện câu lạc bộ nhận sản vật gốc trầm hương để mang đến thành phố Hồ Chí Minh và có mặt tại nhà hát Hòa Bình ngày hôm nay và mang đến cho tất cả quý vị. Và xin gửi tặng những bó hoa tươi thắm dành đến cho các mạnh thường quân đã tham gia đấu giá và dành tặng những suất học bổng dành đến cho quỹ học bổng nâng bước tương lai. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn hơn để chúng ta cùng lưu giữ lại khoảnh khắc này. Trân trọng cảm ơn những tấm lòng của quý vị. Một lần nữa xin được chúc mừng cho ông Nguyễn Hải Nam. Xin được trân trọng cảm ơn tất cả các anh chị đã cùng tham gia phần đấu giá và xin được gửi lời cảm ơn đến với Hoa hậu Ngọc Diễm,
đại sứ chương trình Một Người Con của quê hương Khánh Hòa.